Xin chào mọi người, nay mình dẫn mọi người đi tới phần lô đất đồi Hòn Dung. Mình đang đứng cho mọi người thấy cái vị trí hướng đông. Hướng đông này, khi vị trí là mặt bằng này mọi người xây 2-3 tầng, mọi người thấy là view biển rất là đẹp. Mình đây thì mọi người thấy là view núi Cô Tiên. Xa là cái khu vui chơi đó mọi người đó. Thì cứ một lô ở đây là chỉ tầm 400 triệu trở lên, 400-420. Có những lô cao nhất mà khoảng 500 mấy thì mặt tiền được 10 mét nữa. Ở đây là một cái khu này được quy hoạch đã bỏ ở đô thị thuộc phường Vĩnh Hải. Phường Vĩnh Hải nha mọi người. View rất là đẹp. Đồi Hòn Dung nha mọi người, thuộc phường Vĩnh Hải, phố Nha Trang.